Rồi chào mọi người nha Tạm xa thành phố tấp nập Mọi người xuôi về miền Tây Xa xa những vườn chuối thấp thoáng Những cái bắp chuối Hay còn gọi là quả chuối Hôm nay có dịp về quê thì Mình sẽ giới thiệu với mọi người cái các cái món dân giả làm từ quả chuối nha Cây chuối sau khi trồng khoảng 1 năm Thì sẽ nở qua Khi đó, đó Thì cây chuối sẽ cho khoảng 4-5 nải chuối là mình có sẽ thu hoạch được cái hoa chuối nha mọi người. Hoa chuối sau khi được thu hoạch á thì cắt nhỏ và rửa sạch đó. Thì sử dụng làm cái món ăn kèm với cái món bún riêu. Thêm chút chanh, chút đường có cái món gỏi chuối chua ngọt, trụng với nước sôi thì thêm chút muối thì mọi người có cái món hoa chuối luộc bên cạnh đó thì hoa chuối nấu canh chua không thể thiếu trong cái bộ sưu tập các món ăn từ hoa chuối. Tiếp theo, hoa chuối sau khi làm sạch sẽ được trộn đều với bột qua quá trình chiên giòn, mọi người sẽ có cái món qua chuối chiên giòn. Ngoài ra, mọi người còn biết các món ăn nào nữa làm từ qua chuối thì hãy bình luận ở bên dưới để làm phong phú thêm các cái món ăn từ qua chuối. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe mình chia sẻ. Hẹn gặp mọi người vào video tiếp theo. Chào mọi người.